Ok anh em ơi, và trong buổi tối ngày hôm nay thì vừa rồi cho anh được cái nón nên là khá lên đảo luôn anh em ơi. Cho anh em xem tổng thể cái set đồ con đao, cho anh em xem quá trời anh em hỏi set đồ như thế nào thực sự là trả lời rất là nhiều trong cái buổi live, thực sự nó rất mất thời gian nè. Giờ lại đã lên đảo cho anh em xem rồi, đã ít tinh thần rồi, lúc nãy được anh Long cho ít tinh thần nhưng mấy cục là đúng rồi anh em. Lúc nãy được đánh boss họ được ra áo rồi nè, nè đánh một hồi trên bãi không có phòng thủ, không quên không có phục hồi à, nhỏ chưa không có phục hồi này, có phục hồi 40 ngon nè, quá trời áo 40 luôn nè, không lại không phục thủ áo này ngon nó đẹp luôn. Trời sinh lực cho này mưa nhìn trong sinh lực đúng thì chạy giá luôn nè, cùng luôn chạy giá luôn nè. Rồi ok, đang ngồi ăn khuya tô mì quay lại quá ngon nè anh bót họ đó nè. Được nấu sinh lực cao này, nấu sinh lực cao quá chướng nè, nó lo có năm mấy bót. Rồi bốn cục thì mua sót hai cục nữa mình hết, mình cho anh em nhiều quá hết tinh thần rồi, vẫn là non lá nha nè, non lá và lại áo à đây đây. Ôi này hai viên viên khó đi mua bán nhiều viên này, ba mấy dạng một viên này là cũng mấy chục xu rồi. Khá là vậy. Bốn mươi chín dạng còn 30 xu với 50 dạng. Hôm nay tinh thần rất rẻ, thích lên thích lên thích xuống thì tinh này cho từ trên 29 viên 29 dạng viên trời rẻ vãi đái. 29 dạng 50 dạng ok, chỗ kia chắc là rẻ nhất rồi, 49 dạng này chắc 49 dạng rẻ nhất rồi. À, ok ủng hộ hai viên. À, 39 dạng lò đã được có 39 dạng rồi. Ba đây okay. À, lên đảo trời ơi, tự nhiên có cái nón bình vãi trưởng ngon thiệt sự. Tại con long đao này khả năng thiếu một kỹ năng cũng có nữa, lên đạt tốc 126 rồi nè, thì một chân phái nữa lên nữa. Không, hiện tại tốc đánh là với cấp 33 chân phái là lên 92%, còn lên được một cấp nữa là lên 105 là lên được 13% nữa, thì chỗ này nó sẽ lên được 135, sẽ đạt mốc 126 nữa nè. Lên đảo ngày mấy lần luôn nè, ngon lần cảnh đảo. Trời ơi đó 75 đẹp luôn nè em ơi, quá đẹp trai. Xem à, máu hôm nay có cục event thì nó máu thấp quá, muốn nhỉnh thêm ít máu nữa. 21 520 ờ mang vào 15 đẹp vãi, nãy được có 73 sao. Ờ thiếu đi phong nè, 50k 50k. Sao cái hai nấu 2003 rồi nè, nấu 2001 rồi, nấu hơi thấp nhờ, không biết đánh được hay không nè. Máu tính ra thêm được một chút máu rồi là ít chữ ta, là lên được 100 máu luôn mà. Ai bạn đang bằng xếp hồng ánh cái gì sao kiểu lạ lạ nè, để cho anh em xem tổng xếp đồ lại cái gì nó lấy ra xong nó lạ lạ, tại vì mình nhớ là mình tên 590 máu nhưng lượt tay nó đã 6 gà mới rồi. Này cảm giác nó bị thiếu thiếu vậy đó. Ok, băng lộn xích đồ nè. Rồi đó, máu là mà dày chứ. Đó, máu là 2k2. Rồi ủa sao dư 3 điểm đâu ra đây. Đó, nó lên 5k1 này chứ. Nhớ 5k1 mà. Rồi, lại nè. Máu là gần đó nè. Đó. Phi phong áo hiệp cốt không ép phi phong được nè, áo hiệp cốt không ép phi phong được. Đó, nó phải 5k1 đó.
5.51 vậy chứ. Rồi full máu. Wow sợ được. Thêm 200 máu nữa, ngon. Con lồng đào thực sự lên máu là một cái gì đó, một vấn đề đó nè. Được, hợp lý. Quá gần 3. Quá bình. Ừ, đòi 2.3 hết Evan còn 2k là hợp lý nè. Hết Evan là còn trừ cái đây 200 với lại dòng sáng 200, 300 nữa. Mình hết còn còn 1k8, tầm súng 1k8. 2.3 hết. Đó, cho anh em xem tổng số hôm qua sẽ đổi em thực sự là không ngờ là được ra cái nón này luôn. Đó. Nón này hôm trước hãy mua rồi nè. Đó, 20, 23, thông pháp 8. Sinh lực 29 thôi, khá thấp. Này ra, ôi sổ cái nón này làm chậm 40 là ngon lành luôn. Đó, ba tay làm chậm sinh lực cao. Nón phòng thủ lấy sinh lực cao. Đai lưng thủ lấy sinh lực cao. Đó, ok chưa? Nhẫn cho 40, chẳng họ mới sinh ra lúc nãy luôn. 90 sinh lực 94 và sinh khí 8. Đó, ok. Đồ dàn sinh khí 3. Đó, đồ xéo dòng đẹp rồi nè. Đó, tầm này con lông đao đồ như vậy là chắc rồi nè. Xéo dòng hợp lý rồi. Đó. À, hiện tại đang đặt móc 80 chón và 105 chậm rồi nè. Ừ. Rồi, xét hiệp cốt, mắt ốp 40. Áo mắt 50. Hiệp cốt. Phi dân. Đó, rồi đến gái. Rồi, tất cả xét đồ này có thể đến được rồi đấy. Khi nào thay được món nào tính sâu nè. Thực sự xét đồ này quá pin, quá đẹp luôn. Ôi, cho đồ bữa mình định đi ép gia truyền thôi từ. Khi nào gia truyền tính sâu nè. Xét đồ này thực sự quá ok luôn. So với đường con công lôn này thì quá ok. Và xét đồ này vẫn có thể mang cho đường môn nè. Đó. Vẫn có thể mang đường môn, đẹp luôn, đẹp trai luôn. Đó. Kháng, nó kháng 75, 51, số 14. Quá ok. Ông phòng thủ hôm trước Khải đỡ cho anh em trong bang xài anh em ơi. Nên là Khải không có xài. Cung lô là Khải cũng không cần lắm. Đỡ cho đường môn bên kia xài này. Đó. Này xài ấn tín cổ nè, sinh lực 200. Ấn này phục hồi sinh lực, nỗ lực. Phi dân. Rồi, ok anh em ơi. Đó. Ta sẽ đồ này 5k1 và 6k2 đẹp pin luôn em ơi. Vô thiếu lâm thì có thể lên được 6k5. Để Khải lên thiếu lâm cho anh em xem. Cái đó này có thể ra bán lại cho anh em. Mười kim. Alo, alo. Bán nhanh cái nón này. 23. 23 làm chậm 20. Thông pháp 8 cái này đừng mua mua nè. Đừng mua mua á, sinh lực nội lực. Muốn ít. Rồi. Nó này là bán lại lấy cái kia là hợp lý luôn. Những cái đồ thú lấy server này hiếm lắm nè. Rất là hiếm luôn. Đúng rồi, có điều kiện là ăn khăn lôi nó đẹp. Đỡ cái nghiên cứu thì muốn ăn khăn lôi nó đẹp nè. Ăn khăn lôi tầm này cũng rẻ. 2-3 triệu là có cái ăn khăn lôi được rồi. Mang khăn lôi là ok đấy. Khăn lôi kháng hỏa. Mà đỡ mà nó đánh cho lâu dài nên mang khăn lôi. Tại vì sau này gió đang cũng lôn nhiều. Nên là mang khăn lôi nó ok hả. Nghĩ mang thích người mang khăn lôi sẽ ok hả. Tại khăn lôi nó có 37 thôi nè. Khá thấp khăn lôi. Búp lên được cái 51. Ôi trời. Nhìn cái nó chảy giả luôn trời. Vãi thiệt. Trời. Đỡ phải tốn tiền mua ngon rồi. Rồi, quá đẹp luôn em ơi. Đợt Khải lên thiếu lâm thử lên được tay cái chuẩn phần số cái nam luôn nha này. Lên thiếu lâm rồi nha. Lên thiếu lâm bơ tơ. Hiện tại là cũng thấy Khải là bằng xếp mày bánh lại. Anh quá tưởng mày bánh cả ngày luôn nè. Cứ có boss hoặc là Khải auto 24 tiếng là cứ giải cánh cả ngày luôn nè. Thầy mình bắn trên người vẫn còn luôn mà. Dàn xe Khải anh em lên xem. Xe mình bắn trên người đã cao rồi. Cánh thêm vô tử các kiểu nữa. Ngon. Bán hệt đội kháng hỏa. Đúng rồi, ông này đang cần kháng hỏa. Rồi, giờ thứ 5 rồi. Nhiều. Đó, 6.5 hợp lý không? Tính chuẩn luôn nè. 5.3, 6.5 hợp lý luôn.
kháng. Rồi, quá bình luôn, quá hợp lý luôn. Ok, về bằng xét hiệp, hiệp như hiệp, bằng xét sinh lực vô em ơi, bằng xét không ánh vô. Mình 52. Rồi, quá ok luôn. Đó, tự nhiên không không có một clip cho anh em xem, tự nhiên bói được món đồ VIP ngon lành cành đạo, khỏi phải tốn tiền mua luôn em. Đâm ra dừng ra cái nón rồi ra bán luôn. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khảo và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Đó, quá ngon, tự nhiên có một clip cho anh em xem bói đồ đêm khuya anh em. Hiện tại trên bảng cái tầm này là bao nhiêu giờ sáng rồi? Là 2:51 sáng rồi nè. Vừa rồi mới đánh bót xong rồi mới ăn tối nè. Đó, xong ra lực luôn. Quá ngon. Này muốn bót họ á. Đồ nào đó. Có áo phục hồi 40, làm chậm 30. Vui quá. Xin ẩn 2, ẩn 1, nên đọc sao được. Áo cái bàn luôn nè, áo cái bàn này, còn thằng nhận cái dữ này, mới rớt này. Rớt lúc này chắc rớt lúc nãy luôn, cùng một lúc luôn này. Đó, thằng pháp 15, phục hồi 40, phục hồi 30, 140, vãi trưởng nha. Đó. Rồi, cứ giờ cứ treo đến sáng, bỏ đồ tiếp thôi nè. Cứ gặp boss hoặc là như đó là bên là mình chờ đợi đồ thôi. Rồi, sẽ đồ quá ngon. Đây anh em tổng thờ sẽ điểm ra đây. Vừa bỏ cái ra rồi, thờ lực tài 6 cái năm ạ.